cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một sản phẩm máy cưa xích. Hàng này hàng Maruyama nhé, MC33 nha mọi người, hàng của Nhật nha mọi người. Đó, thì đời này có sử dụng cái núm bơm xăng phụ đằng trước này ha. Đó, bộ e lọc rồi, nó chế nhìn. Chỉ cần một con ốc này ra là tháo được một cái miếng lọc ha. Đó, thì đời này rất thích hợp cho những anh em nào sở hữu ở gia đình. Đó, cắt ở nhà vườn này mình á, thì mình có thể leo trèo cắt những cái cây đó là hợp lý, nhỏ nhẹ vừa tầm, dễ xài dễ sử dụng ha. Thì đời này nó sử dụng hai ốc vặn lam nha mọi người. Đó, đây, máy còn cũng rất là tương đối đẹp ha. Đó, lam thì sử dụng lam 40, xích là xích chuột, xích còn đẹp nguyên nha mọi người. Đó, xích này em đã rũa sẵn hết cho mọi người rồi nhé, về chỉ việc cắt thôi. Đó, đây, em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem con máy. Đó, cũng còn rất là mới. Bồ này, đây, bộ chén này, máy mọi người nhìn nó trắng tinh luôn ha. Đó, giờ em sẽ vào phần khởi động nhé. Thì mọi người để ý bên trên này là nắp lớn màu đen này là xăng pha với nhớt nha. Còn ở dưới này là nhớt thải để nuôi lam xích nha mọi người. Còn trường hợp để lâu hoặc cái xăng, mọi người bơm cái núm bơm xăng phụ này lên. Còn đây là cái e này. Đó, mọi người kéo nó ra, giật nó ho một tiếng đẩy vô là xài bình thường. Trường hợp để lâu hoặc cái xăng đi sử dụng nó nhé. Còn công tắc để ý này, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xài. Cực kỳ là bốc luôn nha mọi người. Máy này nói chung là anh em chỉ lên cắt sử dụng gia đình thôi nhá, xài rất là hợp lý, vừa tầm. Đây, rất là gọi như nhỏ nhẹ, dễ sử dụng mà cầm rất là nhẹ ha. Đây, cầm một tay. Thì độ ký của nó thì nó nằm khoảng cỡ 4 ký mấy nhá, 4 ký rưỡi gì ha. Cái đầy đủ lam xích này khoảng 4 ký rưỡi. Bốc luôn ha. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người.